được Trần Long Nhi chào đón tất cả các quý vị khách quý vị phụ huynh, các thầy cô cũng như là tất cả các bạn học viên đã tới tham dự sự kiện Summer Concert 2015. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Về phía ban cố vấn chuyên môn của New Music, chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp những vị khách quý đã đến tham dự chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu giáo sư nhà giáo nhân dân Hà Sơn, nguyên hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Huế, trưởng ban cố vấn. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ nhà giáo ưu tú Trương Ngọc Thắng, giảng viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Huế, thành viên ban cố vấn. Xin được giới thiệu nhạc sĩ thầy giáo Nguyễn Phi Nam, nhạc sĩ Thánh nhạc Việt Nam, thành viên ban cố vấn. Xin được giới thiệu nghệ sĩ guitar Phương Đức Hải, nghệ sĩ piano Nguyễn Tuấn Mạnh, nghệ sĩ piano Việt Kiều Pháp Gabriel Trần Phương Nam và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kính mời cô Nguyễn Thị Phương Anh là hiệu trưởng của Ánh Dương Music sẽ lên sân khấu để phát biểu khai mạc cho chương trình. Quý thầy cô, quý thầy phụ huynh cả và các em học sinh thân yêu. Lời đầu tiên tôi xin thay mặt Ánh Dương Music xin gửi đến quý vị và các em lời chào thân thương nhất. Đầu tiên, Ánh Dương Music xin cảm ơn Piano Master Việt Nam và đơn vị đã đồng hành với Ánh Dương Music từ những ngày đầu mới thành lập. Sự thành công của Ánh Dương Music không thể thiếu Ban Piano Master Việt Nam. Con xin cảm ơn quý thầy. Hôm nay Ánh Dương Music rất đặc biệt ở chỗ chương trình hôm nay chúng tôi chính thức giới thiệu đến quý vị ban cố vấn chuyên môn thanh nhạc của Ánh Dương Music, đó là thầy Hà Sơn, trưởng ban cố vấn, thầy Trương Ngọc Thắng, thầy Nguyễn Huy Nam, các thầy là những bậc tiền bối về quản lý cũng như giáo dục âm nhạc. Ánh Dương Music thật hạnh phúc khi có được sự đồng hành của các thầy. Cảm ơn các thầy đã luôn yêu thương, hướng dẫn để Ánh Dương Music có những bước đi vững vàng và đúng hướng ạ. Và sau đây chúng tôi sẽ xin được đến với phần tặng hoa cho các nghệ sĩ và khách mời đã đến với Summer Concert 2015. Và chúng tôi xin được giới thiệu các thầy cô trong ban cố vấn và các vị khách mời sẽ lên sân khấu nhận những món hoa tươi thắm từ Ánh Dương Music thay cho lời tri ân sâu sắc từ phía những người thực hiện chương trình. Xin được kính mời giáo sư nhà giáo nhân dân Hà Sơn. Và tôi nghĩ rằng nếu như quý vị chỉ lắng nghe tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Anh Trần thì chúng ta sẽ không thể hình dung ra được đó là một cô bé chỉ có 10 tuổi mà thôi, với một phong thái phát lên vô cùng chất.
tự tin và chuyên nghiệp. Thưa quý vị, và nghệ sĩ An Trần sẽ cùng với cha của mình gửi đến tất cả quý vị hai tác phẩm Watermelon Man và tác phẩm Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Xin mời quý vị.